Thì tối qua ăn bánh nấu sốt thôi. Ừ. Đợi cô nấu cơm xong ăn nhé. Ơi. Không chuẩn bị đâu, cơm đâu có là ăn con. Nếu chỗ ngoài nay hợp lý nè. Có canh, chỉ có canh cũng được ha. Canh cũng tốt mà. Giống như nhiều người bạn, nhiều người nói là sao tự nhiên đang làm nghệ sĩ sung sướng chịu làm với bán nước hoa. Nhưng mấy bạn biết rằng là cái thời đại này nhiều bạn trẻ hát hay xinh đẹp nổi lên rất nhiều. Mình làm trong nghề cũng gần 10 năm rồi, mình cũng già rồi, cũng phải nhường sân cho người khác đá chứ mình đá sân mình hoài sao được. Thì mình phải nhảy qua kinh doanh, mình nhảy qua kinh doanh để mình có cái thương hiệu. Có thể là bây giờ mọi người đánh giá là nó chưa xứng tầm với mình, nhưng khoảng 5 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, cái sản phẩm này nó đi theo mình cả đời mọi người. Mình bán cả đời chứ mình không có bán một ngày hai bữa, mình bán cả đời. Mọi người hiểu không? Đó là xây dựng thương hiệu, nó sống với mình cả đời. Giống như là sắp tới ra sữa tắm nước hoa cũng là bán cả đời, bán cả đời luôn. Có nghĩa là đẹp, khách hàng tiếp cận mình bây giờ là khán giả yêu thương mình qua những sản phẩm âm nhạc. Nhưng sau này tệp khán giả của mình tiếp cận mình vì những sản phẩm của mình, vì chất lượng sản phẩm, vì nhu cầu của mọi người, chứ không còn là vì tiếng hát của mình. Tại vì tiếng hát, cái nhan sắc mình bây giờ mọi người cũng đã nhìn rõ rồi, là nó cũng đã phai màu dần theo thời gian rồi. Và cái nhan sắc này nó cũng không thể nào theo mình cả đời được. Tới lúc nó cũng phải lụi tàn. Và bản thân mình cũng vậy, tới ngày này cũng phải lụi tàn. Nên là mình không thể nào mình bám chấp vào một cái thứ mà nó quá gọi là vọng tưởng để mình cố chấp mình ở lại làm cái gì. Trong khi mình biết mình không còn khỏe nữa, mình cũng biết mình già rồi, mình cũng xấu rồi mình cố chấp ở lại đó làm cái gì. Rồi giờ mình kinh tế.